Chào mừng các bạn đến với Tâm Điểm Thực Vật. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một nhân vật hoàn toàn mới, một DJ bậc thầy và là một chuyên gia hỗ trợ giải nguy cho đồng đội trong những trận chiến căng thẳng. Đó chính là Thiva, nhân vật được dự đoán sẽ trở thành một cơn sốt dành cho những người chơi ở vị trí hỗ trợ đồng đội. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về anh chàng DJ siêu ngầu này nhé. Về ngoại hình, anh chàng Thiva này mang phong cách thời trang đậm chất đường phố với kiểu tóc búi vô cùng đặc trưng và những phụ kiện vô cùng bụi bặm. Chắc hẳn đây sẽ là một nhân vật rất dễ để phối cùng với những bộ trang phục cực chất của Free Fire. Trong trò chơi, Thiva có kỹ năng giai điệu sinh tồn, giúp tăng tốc độ cứu lên đến 20% và người được cứu có thể hồi đến 40 máu trong vòng 5 giây. Là một kỹ năng bị động hỗ trợ, có thể nói như là một phiên bản hoàn hảo hơn của Olivia khi vừa có khả năng cứu đồng đội khi bị hạ gục nhanh mà vẫn có thể giúp đồng đội hồi phục HP sau khi hồi phục. Phù hợp trong các tình huống khi địch giao tranh hỗn loạn, bạn sẽ là thành viên cứu cánh, âm thầm chạy đến bên đồng đội đã bị hạ gục để cứu giúp và cho họ một lượng HP sau khi hồi phục đủ để tự tin chiến đấu tiếp. Thiva xứng đáng là một anh hùng thầm lặng khi luôn có thể hỗ trợ đồng đội bất cứ lúc nào, giúp cho cả team luôn trong tư thế sẵn sàng giao tranh vì đã có một chuyên gia cứu trợ ở đằng sau. Chắc chắn với một đội hình có Thiva, top 1 sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Khi sở hữu kỹ năng giai điệu sinh tồn của Thiva, combo khuyên dùng của các bạn sẽ bao gồm combo 1 hồi máu siêu tốc, Capella gia tăng thêm lượng HP nhận được, Olivia nhận thêm lượng máu sau khi cứu, Alok hồi thêm HP cho người đồng đội sau khi được hồi phục. Combo 2 xạ thủ linh hoạt, Kelly, Chrono, TB vừa tấn công địch vừa di chuyển linh hoạt để cứu cánh đồng đội. Combo 3 hoa tiêu cứu thương, Misa, Notora, Wu kiểm soát bản đồ, hỗ trợ đồng đội di chuyển và hồi máu siêu nhanh. Những loại vũ khí nên đi kèm bao gồm vũ khí tầm xa M82B, AK, SCA, vũ khí tầm gần UMP, MP40, M1014. Bên cạnh đó, những trợ thủ có thể kết hợp cùng đó là Vịt Vàng, linh hoạt di chuyển khi núp và ngồi, Mr. Wagner nhận thêm bom keo để sử dụng trong những pha cứu đồng đội nguy hiểm. Tâm điểm nhân vật Thiva đến đây là kết thúc rồi. Bạn đã sẵn sàng để sở hữu miễn phí nhân vật Thiva trong các sự kiện sắp tới vào ngày 2 tháng 9 chưa? Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tâm điểm nhân vật tiếp theo. Free Fire! Ngày mai có gì? Subscribe là biết!